Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, đội tuyển Trung Quốc nhận mệnh lệnh là phải đánh bại đội tuyển Việt Nam bằng mọi giá. Còn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đặt mục tiêu cao nhất, không chỉ là có điểm số mà còn là danh dự và sĩ diện của những người đàn ông đá bóng. Sân Sariat sẽ có một cuộc chiến đúng nghĩa và chiến thắng chỉ dành cho những người không biết cúi đầu trước những tự ti với bản thân. Hồi cuối tháng 2 năm nay, bóng đá Trung Quốc đã bị chấn động bởi thông tin câu lạc bộ Jiangsu Suning ngừng hoạt động. Trước đó, câu lạc bộ Sơn Đồng Lỗ Năng, nhà vô địch Cúp Quốc gia Trung Quốc, cũng đã bị tước quyền tham dự AFC Champions League 2021 vì các khoản nợ lương không chịu thanh toán đã quá hạn. Một câu lạc bộ khác là Tianjin Tigers, đội bóng đã từng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Fabio Cannavaro và sở hữu Luis Fabiano, Alexander Pato, Axel Witsel đã bị rơi vào thảm cảnh phá sản vào năm ngoái. Mới nhất là tập đoàn bất động sản Evergrande, chủ sở hữu câu lạc bộ Quảng Châu Evergrande, được cho là đang ôm một quả bom nợ khổng lồ. Những ngày qua, báo chí thế giới đã đưa tin Evergrande đã dần lún sâu vào nợ nần vì liên tục vay mượn để chi trả và bù đắp cho những tham vọng đầu tư ở nhiều lĩnh vực. Tờ The Guardian đã dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng Evergrande hiện là tập đoàn phát triển bất động sản nợ nhiều nhất thế giới với tổng số nợ vượt ngưỡng 300 tỷ đô, tương đương với 2% GDP của Trung Quốc, một con số khủng khiếp khiến cho nền kinh tế đất nước đông dân nhất này đã bị rúng động. Evergrande cũng chính là tập đoàn đứng sau chính sách Trung Quốc hóa các ngoại binh nhằm phục vụ cho đội tuyển quốc gia nước này. Theo báo giới Trung Quốc, tập đoàn này chi trả khoản tiền lương lên đến 49 triệu đô một năm cho 6 cầu thủ nhập tịch và ngoại binh ở trong đội hình. Quảng Châu Evergrande hiện đang đóng góp 8 tuyển thủ quốc gia đang thi đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, trong đó có 4 cầu thủ nhập tịch là Aloisio, Alan, Tiet Browning và Ekerson. Có lẽ vì thế người hâm mộ Trung Quốc đang nghi ngờ lòng trung thành của những ngoại binh đang khoác áo đội tuyển Trung Quốc. Trong số 4 cầu thủ nhập tịch thì chỉ có Tiet Browning, tên Trung Quốc là Wang Tai, có bà ngoại là người Trung Quốc. Anh này tuyên bố rằng bản thân sẽ cống hiến cho đội tuyển Trung Quốc, còn lại thì đều chưa đưa ra bất kỳ một phát ngôn nào. Mới đây nhất, Cannavaro đã bỏ của chạy lấy người khi huấn luyện viên này ném bỏ hơn 24 triệu euro để rời Quảng Châu Evergrande và không hẹn ngày trở lại. Dù Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và huấn luyện viên Litier đang ra sức trấn an các cầu thủ trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, nhưng quả là khó lòng cho các cầu thủ này yên tâm thi đấu. Đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch rất khó bắt họ phải gắn bó với đội tuyển khi mà quyền lợi kinh tế gần như là không còn được hứa từ các ông chủ nữa. Thực tế thì bản thân các cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Trung Quốc đang bị ném đá dữ dội bởi họ không thể hiện được nhiều trong hai trận thua 0-3 trước Australia và 0-1 trước đội tuyển Nhật Bản. Dư luận nước này cho rằng một phần là họ bị bấn loạn trước thông tin đội bóng chủ quản có thể giải tán, một phần là họ không còn khát khao cống hiến như là đã tuyên bố. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam đang nhận được sự quan tâm ráo rốt của giới truyền thông cũng như là người hâm mộ hai nước. Tuy nhiên có vẻ như là huấn luyện viên Litier và các học trò đang phải gánh chịu một áp lực khủng khiếp từ nước nhà. Hàng loạt những bài báo, hàng loạt những bình luận từ các diễn đàn đã chỉ trích dữ dội chuyện Liên đoàn bóng đá Trung Quốc ném tiền qua cửa sổ khi mà đốt khoảng 31 tỷ đồng chỉ để thuê khách sạn, trả tiền xe buýt và tiền thuê sân tập. Thậm chí cả chuyện Liên đoàn bóng đá nước này phải trả 7 tỷ đồng để đổi lấy trận giao hữu vốn được xem là vô bổ với đội tuyển Syria. Chưa dừng lại ở đó, các cổ động viên liên tục bỉ bôi chính sách nhập tịch của Trung Quốc. Nó khiến cho các cầu thủ bản địa bị thui chột và không thể lớn nổi. Sau hai trận thua trước Australia và Nhật Bản, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang chịu sức ép rất lớn và họ đã phải tổ chức một cuộc họp để úy lạo tinh thần cho các cầu thủ. Thầy trò huấn luyện viên Litier đã nhận được mệnh lệnh sắt đá. Trong trận chiến đấu với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc phải giành chiến thắng. Vì ngoài giấc mộng tham dự World Cup, trận đấu này còn gánh cả danh dự của cả một nền bóng đá. Chiếc ghế của huấn luyện viên Litier cũng được mang ra để đặt cược ở trận đấu này. Trong trường hợp mà Trung Quốc không thắng thì gần như chắc chắn nhà cầm quân 44 tuổi này sẽ bị Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tống cổ. Không chỉ nội soi đội nhà, báo giới Trung Quốc cũng dành khá nhiều thời lượng để nói về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Dường như tất cả những chuyển động của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đều được chuyển ngữ từ báo chí Việt Nam sang tiếng Trung. Họ dành sự quan tâm cho công phượng, cho các vấn đề nhân sự như là ai chấn thương, ai mới được bổ sung. Và đặc biệt là Trung Quốc quan tâm cả những ngày nghỉ xả hơi của đội tuyển Việt Nam. Đấy không phải là điều vô cớ, giới truyền thông Trung Quốc muốn chỉ ra rằng đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Litier đang rất thoải mái về mặt tinh thần. Ngược lại là một đội tuyển Trung Quốc có phần bị căng cứng tâm lý sau hai trận thua và lại chịu ảnh hưởng bởi bong bóng bóng đá ở tại giải nhà nghề nước này. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận
trận đấu với đội tuyển Trung Quốc được xem như là một trận chung kết và họ sẽ tận hiến đến giọt sức cuối cùng để mang về điểm số cao nhất cho đội nhà. Quyết tâm là vậy, nhưng Công Phượng và các đồng đội không bị chi phối bởi một áp lực nào. Đơn giản là với họ lúc này là một trận bóng đá, là sự chứng minh bản lĩnh đã được tôi luyện sau những trận đấu lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Một trận chiến tóe lửa hứa hẹn sẽ xảy ra và rất có thể là những đòn tâm lý chiến sẽ là một phần quyết định sự thành bại cho cuộc so giày giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc đã dần cho thấy sự thay đổi trong cách chơi lẫn tinh thần. Nếu như trận thua 0-3 trước Australia, đội của huấn luyện viên Li Tie bộc lộ sự non nớt về chiến thuật và bạc nhược lẫn tinh thần, thì trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, họ đã chơi tốt hơn rất nhiều và thực sự là đã khiến cho đối thủ phải mệt nhoài mới có được 3 điểm. Với tư cách là đội chủ nhà, đội tuyển Trung Quốc đang ủ mưu đánh úp đối thủ với việc tung ra cả 4 cầu thủ nhập tịch đang có ở trong tay. Nhiều khả năng là Trung Quốc sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3, trong đó Alan sẽ có mặt trong đội hình xuất phát để thay cho vị trí của đội trưởng Wu Shi buộc phải vắng mặt vì bị treo giò. Bộ ba ở trên hàng công của Trung Quốc có thể là Aloisio Akerson và ngôi sao đang chơi tại giải La Liga là Gu Lei. So với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc có thể hình vượt trội, không ngoại trừ là huấn luyện viên Li Tie sẽ sử dụng những pha vào bóng không khoan nhượng nhằm hạn chế sự nhanh nhẹn kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam. Thời gian qua, nhà cầm quân này cũng dành phần lớn thời lượng để tập những bài tấn công ở trung lộ. Với khả năng làm tường cực tốt của mình, Akerson sẽ là điểm đến của mọi đường bóng. Sự cơ động của Gu Lei và Aloisio cũng sẽ giúp cho đội tuyển Trung Quốc xuyên phá hai hành lang cánh vốn được nhận định là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Vào lúc này, huấn luyện viên Park Hang-seo đang gặp những khó khăn nhất định khi mà một số trụ cột bị chấn thương hoặc là đang ở trong quá trình phục hồi như là Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức. Dù vậy thì nhà cầm quân người Hàn Quốc phần nào yên tâm khi mà những cầu thủ khác đã sẵn sàng sung trận. Vậy thì đội tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào trước đội tuyển Trung Quốc? Nếu như nhìn từ hai trận đấu với Ả Rập Xê Út và Australia, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ có một vài sự thay đổi, đơn cử như là vị trí của Trọng Hoàng sẽ có Văn Thanh đảm nhiệm. Một chút băn khoăn nếu như có sẽ nằm ở vị trí của Phan Văn Đức khi mà tiền đạo này được cho là chơi không thật sự ấn tượng và anh vừa mới gặp phải chấn thương trong buổi tập gần đây. Công Phượng hoặc là Văn Toàn là những ứng cử viên nặng ký để thay thế cho cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên khả năng này là rất thấp bởi huấn luyện viên Park Hang-seo có những quan điểm rất riêng khi sử dụng Phan Văn Đức. Đội tuyển Việt Nam cần phải bịt kín những khoảng trống ở hai hành lang cánh nơi có sự hiện diện của Gu Lei và Aloisio. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cần có những phương án hóa giải Akerson, không để cho cầu thủ này có nhiều khoảng trống trước vòng 16m50. Trước các cầu thủ Trung Quốc vượt trội về thể hình, các học trò của ông Park cũng cần phải hạn chế để không rơi vào tình trạng thua thiệt khi mà sử dụng đến cơ bắp. Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng giành quyền kiểm soát bóng và giành thế chủ động ở tuyến giữa. Khu trung tuyến sẽ trở thành chiếc chìa khóa quyết định thành bại cho cả đôi bên. Đặt lên bàn cân, đội tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ chơi bóng kỹ thuật và thoát pressing tốt hơn so với đối phương. Vấn đề là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng cũng như là tận dụng nguồn lực đang có như thế nào. Cần phải khẳng định rằng, xét trên nhiều khía cạnh, đội tuyển Trung Quốc xứng đáng được xếp ngồi mâm trên. Đội bóng của huấn luyện viên Li Tie cũng có thừa sự quyết tâm trong hành trình lấy lại danh dự cũng như là ôm mộng giành vé đi World Cup. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng đã sẵn sàng để tạo nên lịch sử tại sân Sariat. Và để làm được điều đó thì các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải kiên nhẫn và cần tận dụng những cơ hội tạo ra. Ngoài những gương mặt quen thuộc, chúng ta chờ những sát thủ giấu mặt như là Công Phượng, Văn Toàn lên tiếng. Nói cách khác là bộ đôi của Hoàng Anh Gia Lai có thể trở thành những thanh kiếm sắc để giúp cho đội tuyển Việt Nam làm lên chuyện trước người láng giềng phương Bắc. Ngoài ra cũng không thể không kể đến trung phong cắm Tiến Linh với cái duyên phá lưới Trung Quốc. Phong độ của tiền đạo Tiến Linh chính là điểm tựa quan trọng để cho đội tuyển Việt Nam hướng tới những điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ở hai trận trước, đội tuyển Việt Nam tập trung phòng ngự, lấy sự chắc chắn ở hàng hậu vệ làm nền tảng để tìm kiếm ít nhất là một trận hòa. Dù chơi với sơ đồ 3-4-2-1 hay là 3-5-2 thì đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đều lùi sâu để phòng ngự. Do các tiền vệ chưa làm tốt ở khâu cầm nhịp, điều tiết lối chơi cho nên toàn đội tấn công tương đối đơn điệu và bế tắc. Ngoài bàn thắng từ pha xử lý xuất thần của Quang Hải, các mũi tấn công của đội tuyển Việt Nam đều ở trạng thái đói bóng và dễ dàng bị bắt bài khi mà bị đẩy quá xa khung thành của đối phương. Ở trận gặp đội tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam chắc chắn là ưu tiên nhiều hơn cho khâu tấn công trong khi mà Trung Quốc đang gặp rất nhiều vấn đề ở hàng thủ. Hai trận đầu tiên, đội bóng của huấn luyện viên Li Tie đã bị thủng lưới 4 bàn bằng với đội tuyển Việt Nam nhưng thi đấu bất ổn hơn nhiều do có nhiều sai lầm cá nhân. Các hậu vệ Trung Quốc cũng thiếu tốc độ và sự tỉnh táo. Nhìn chung ở đẳng cấp thấp hơn so với Ả Rập Xê Út và Australia.
Do đó, đây chính là cơ hội để cho Tiến Linh có thể thể hiện khả năng sát thủ của mình. Cầu thủ sinh năm 1997 phải thi đấu xa cầu môn, thường xuyên xử lý ở thế quay lưng với khung thành và độc lập tác chiến, cho nên đã gặp khó ở hai trận gần nhất. Thế nhưng trước đội tuyển Trung Quốc, nếu như đội tuyển Việt Nam tấn công nhiều hơn, đẩy khối tiền vệ lên khoảng 10 mét và tiếp cận vòng cấm đối thủ nhiều hơn, thì Tiến Linh sẽ giống như là cá gặp nước vậy. 5 bàn thắng sau 7 trận đá chính ở vòng loại thứ 2 đã cho thấy đẳng cấp của Tiến Linh. Tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Bình Dương rất nhạy bén ở khâu dứt điểm, chạy chỗ, tận dụng cơ hội và xử lý gọn gàng, đều là những phẩm chất của trung phong điển hình. Vấn đề là Tiến Linh cần nhiều hơn những đường truyền thuận lợi để phát huy điểm mạnh này, thay vì phải lùi sâu để tìm bóng, phòng ngự và kiến thiết đều là sở đoản của cầu thủ này. Sau 3 năm dẫn dắt, huấn luyện viên Park Hang-seo hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của các học trò. Từ chỗ thi đấu kém tự tin, phải để cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải ngoắc tay gọi ra để chỉ việc ngay trên đường pitch. Đến sát thủ đáng sợ của đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh đã thay đổi rất nhiều. Nhưng để tỏa sáng thì Tiến Linh vẫn cần phải có sự hỗ trợ dựa trên nền tảng lối chơi kiểm soát bóng và tấn công với cường độ ổn định, nhận bóng đều từ tuyến sau. Cũng có khả năng là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chuyển sang sơ đồ 3-5-2 với bộ đôi Tiến Linh, Công Phượng hoặc là với Văn Toàn. Đây là sự kết hợp hứa hẹn sẽ mang tới làn gió mới cho hàng công khi đây là hai mũi nhọn thường xuyên ghi bàn nhất ở các trận đá tập. Ngoài ra, Tiến Linh là cầu thủ duy nhất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo từng xé lưới Trung Quốc. Vào tháng 9 năm 2019, cú đúp bàn thắng của chân sút gốc Hải Dương đã giúp cho U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc trên đất Vũ Hán. Đội hình U22 Trung Quốc chỉ còn sót lại một cầu thủ ở trên tuyển, cho nên mọi so sánh đều là khập khiễng. Song cho thấy ở những trận đấu căng thẳng và cân bằng, Tiến Linh vẫn biết cách tạo nên khác biệt như đã từng làm trước các đội Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay là UAE. Ngày 20 tháng 10 tới sẽ có một cột mốc đánh dấu Tiến Linh tròn 24 tuổi. Trung phong của đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào ngưỡng trưởng thành, không còn là cầu thủ trẻ nữa. Bàn thắng vào lưới của đội tuyển Trung Quốc và Oman ở hai trận đấu sắp tới, nếu như có, sẽ là một cột mốc quan trọng để khích lệ cho đà vươn lên của tiền đạo này. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.